Hoshi và Suga, BTS, lần thứ 3 hợp tác với ca khúc Lilith. Không chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết, Hoshi và Suga BTS còn là cộng sự ăn ý. Lilith không phải là một bài hát mới và đã được Hoshi cho ra mắt vào năm ngoái. Ca khúc cũng từng được Hoshi biểu diễn tại giải thưởng trò chơi năm 2022 ở nhà hát Microsoft Los Angeles. Thế nhưng giờ đây, Hoshi đã quyết định mang đến một phiên bản mới mẻ hơn cho Lilith với giọng ca của nam ca sĩ Suga. Thành viên nhóm BTS, không chỉ góp giọng, Hoshi và Suga còn xuất hiện cùng nhau trong MV Lilith. Là một phiên bản làm lại từ ca khúc đã ra mắt, thế nhưng Lilith lại được phát triển như một dự án mới hoàn toàn với một MV được phát hành song song phần âm nhạc. Blizzard Entertainment đã thông báo vào thứ năm vừa rồi cho biết video âm nhạc chính thức cho Lilith Diablo IV Anthem của Hoshi và Suga sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Video âm nhạc chính thức cho sự hợp tác này hiện đã được đổi tên thành Lilith Diablo IV Anthem, một đoạn giới thiệu dài 20 giây hấp dẫn cho video âm nhạc sắp tới đã được tiết lộ. Mang đến cho người hâm mộ một cái nhìn hồi hộp của những gì sẽ đến đoạn clip cho thấy Hoshi thể hiện nhân vật đức mẹ Lilith trong trò chơi Diablo IV. Trong khi Suga xuất hiện chớp nhoáng giữa một căn phòng màu đỏ mờ ảo. Lilith không phải là một bài hát mới, nhưng bây giờ với sự tham gia của Suga, nó sẽ mang lại cảm giác mới mẻ cho người hâm mộ của cả hai nghệ sĩ. Hai tài năng được thiết lập để hợp tác trong một phiên bản hoàn toàn mới của ca khúc Lilith. Phối lại giai điệu để nó có thể được giới thiệu như một phần của nhạc phim rất được mong đợi cho trò chơi RPG sắp tới của Blizzard. Diablo IV, mối quan hệ thân thiết giữa Hoshi và Suga BTS. Hoshi và Suga đã từng làm việc cùng nhau nhiều lần trong quá khứ. Bao gồm cả Sugar Interlude nằm trong album Manic năm 2020 của Hoshi và bản hit Boy With Love năm 2019 của BTS. Vào thời điểm đó, màn kết hợp này đã nhanh chóng mang đến thành công cho cả Hoshi và BTS khi ca khúc liên tục lọt top trong các bảng xếp hạng âm nhạc. Mới đây nhất, Hoshi đặc biệt dành tình cảm cho Suga. Sau khi nam ca sĩ tiết lộ album solo đầu tay DJ vào tháng 4 và thậm chí xuất hiện trên sân khấu concert để biểu diễn cùng người bạn thân cho thấy mối quan hệ vô cùng bền chặt. Được biết đến là bạn thân của nhau trong suốt 7 năm qua. Hoshi còn tiết lộ rằng cô gọi Suga là sinh đôi bởi vì hai người cực kỳ giống nhau, từ cách cười đến sở thích và thậm chí là kiểu tóc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sự kết nối kỳ lạ giữa hai người mà không thể nói thành lời. Đó là điều mà Hoshi cho rằng là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo của cả hai. Sau 7 năm quen biết, tình bạn của họ đã được ghi dấu bằng 3 ca khúc phát hành cùng nhau. Mối quan hệ giữa Hoshi và BTS luôn được người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ.